Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Thái Lai chia sẻ mọi người cái cách mà làm cho trong ảnh nhanh một bước. Thí dụ như ở đây cái ảnh gốc như này, Thái Lai sử dụng một bước để mà làm ra cái ảnh như thế này. Nó vừa nhanh, vừa gọn, vừa lẹ, nó khỏe cho mình ha. Mà trong nữa, mình thì làm sao? Mời các bạn theo dõi video nhé. Rồi, giờ thì chúng ta làm thôi. Ở đây Thanh Lai zoom lớn để mọi người xem được kỹ ha. Bức ảnh này thì Thanh Lai cũng sưu tầm trên mạng một bạn nào đó mà lâu lắm quên tên rồi ha. Bây giờ chúng ta làm nè. Bước đầu tiên chúng ta có thể là nhấn Ctrl G. Ctrl G như vậy nó sẽ ra hai layer, bỏ ra cho dễ thấy luôn. Ok ha. Hoặc là các bạn không nhớ tên gọi thì các bạn có thể kéo cái này vô đây, nó sẽ nhân bảng lên thành hai cái lớp như thế này. Rồi, bước tiếp theo chúng ta vào cái short line. Sau đó, ok, thành trong như vậy. Sau đó chúng ta vào blue, Gaussian blue. Chúng ta làm mờ đi ha, thì độ mờ ra tùy theo cái cảm nhận của mình thôi. Ở đây Thái Lai có thể cho mờ là 40 chẳng hạn. Ok, đấy thì lúc này bức ảnh mình vừa trong này, vừa mềm này. Mềm là vì mình chọn blur, nó sẽ lơ ra, nó sẽ mờ bức ảnh ra. Những cái cỏ, những cái rác nó mượt mà ha, những chỗ này này, nó mượt mà lại, nó liên kết ha, nhìn nó tự tương phản. Rồi, vậy là chúng ta đã xong rồi ha, một bước thôi. Nhưng mà trong video này thì Thái Lai sẽ chạy thêm một chút với bức ảnh này để cho được mắt chút, thì Thái Lai chỉnh một bước nữa. Ở đây là color ba lăng, ở đây Thái Lai kéo về vùng highlight vàng về tí, Thái Lai kéo về vàng tí, chọn vàng lên để nó kết hợp với màu xanh. Ok, các bạn kéo vàng rồi, vậy là chúng ta kéo được cái màu nó ra cho nó đẹp mắt luôn á. Ấy, nó đỏ lên chút nữa ha, đỏ vàng tí nữa. Đấy, cái da mặt này nó không có trắng ha. Đấy, ok. Rồi, sau khi mà xong rồi á thì ở đây á, nếu mà nếu bức ảnh khác các bạn đẹp rồi thì thôi nha, không làm nữa, xong rồi đó ha. Nhưng mà trên bức ảnh này Thái Lai chia sẻ thêm một bước nữa để cho các bạn dùng cái lệnh này, dùng cái chiêu này, dùng công thức này để mà áp dụng một bước nữa. Nếu như các bạn muốn sáng tạo ảnh của mình đẹp hơn ha, thì các bạn nhấn tổ hợp phím. Tổ phím là những bàn phím đó, nó bốn nút luôn nha. Nó bốn nút là Shift, Control, Alternate, ALT á. Đó, Shift, Control, Alternate, chữ E nữa. E. Thì lúc này á, cái lớp bên bạn này nó sẽ tạo ra một cái layer mới, tổng hợp ba cái layer này lại. À, thay vì là mình làm vậy này, mình dán vào đây cũng được, thay vì là vậy, thay vì mình dán lại hết như vậy. Đấy, cũng được. Ok. Đó. Hoặc là mình làm cái bước như hồi nãy Thái Lai ha, bước như hồi nãy. Bước như này. Đó, cũng được. Thì bước này á, nó sẽ giữ được những cái thông số này cho mình, lỡ mình có làm xấu hay gì đó hư đó, mình sửa lại được. Thì thôi, không có gì cả, hay là mình dán lại như vậy. Ok, rồi xong rồi. Bước tiếp theo, chúng ta là những tổ hợp phím một lần nữa. Mục đích của mình làm bước này là làm cho những cái lá này, vùng highlight này, nó sáng lên. Nó sáng nổi bật lên ha, nó mượt mà một xíu nữa ha. Cái cảnh á, nó mượt mà lên xíu nữa. Thì chúng ta những tổ hợp phím Shift, Control, Alternate, Show 2. Nó ra cái mụn như thế này. Thấy chưa? Shift, Control, Alternate và số 2 nhé. Nhấn một phát 4 lần luôn. Ví dụ như ấn vài 4 nút. Tức là các bạn cái phần này các bạn hay bị lỗi nghe không rõ này, và các bạn không chưa hiểu nè. Các bạn nhấn tay trái của mình á, nhấn Control, Shift và ngón cái á, nhấn Alternate xuống là 3 phím rồi nè. Còn cuối cùng là tay phải mình nhấn chữ số 2. Số 2 là có chữ A cộng cho bàn phím nha. Đấy, nó ra như vậy. Sau đó các bạn nhấn Control G Nhìn nó ra một layer như thế này nè. Đấy, nhìn rõ là nó chọn những vùng highlight, vùng sáng. Nó chọn một lớp, giống như gọi là lớp mỡ ha. Lớp mỡ, lớp ngoài da đó, lớp trên cùng ha. Nó chọn tách ra. Ok, sau đó các bạn nhấn Ctrl G một cái lần nữa. Nhân bảng cái này lên, nhân bảng cái layer này lên. Nhân bảng cái bước này lên nè, hoặc là các bạn kéo xuống đây để cho nhân bảng, kéo xuống. Ok, thấy chưa? Rồi, khi mình nhân bảng lên bị như vậy, cho mở layer này làm lại thôi. Ok, sau đó các bạn nhấn cái bước này hơi bị nghe kỹ nha. Các bạn nhấn Alternate xuống để cho nó ra cái biểu tượng này nè. Khi chúng ta để chuột vào đây, nhấn chữ Alternate L á, nhấn vào đây, nó sẽ ra biểu tượng này. Các bạn kích chuột một cái, kích chuột bên trái nha. Đấy, khi kích chuột một cái á, thì cái lớp layer này nó sẽ có tác dụng là nó ảnh hưởng vào cái lớp layer này thôi nha. Nó ảnh hưởng hai cái layer này với nhau thôi, nó không ảnh hưởng tấm hình layer này dưới này. Nè, layer dưới này khác này ha. Layer dưới này á, nó có vùng shadow. Còn layer, hai cái layer này là vùng highlight thôi. Highlight thôi, tức là mình đang xử lý vùng highlight. Cho nên mình làm hai cái layer này lại cho nó gọn như thế này nhé. Rồi mở lên.
Sau đó các bạn vào filter blue, blue question lần nữa. Ở cái bước này các bạn cho số tầm 15 thôi ha, 15%. Các bạn cho mở ít thôi ha, nó mờ nè, các bạn có nó lơ nè, nó mờ nè ha. Dùng lớn các bạn thấy mờ nhé, mờ nè. Thấy cái lá nó mờ thấy chưa, nó mượt mà đi, nó chuyển mượt đi ha, ở mặt nó mờ nè thấy chưa. Thấy chưa, rồi đi yên đó ha. Tiếp theo các bạn nhấn Ctrl R một lần lên này nữa, Ctrl R lên. Đấy, các bạn này muốn, các bạn là muốn cho cái lơ này nè, nó ăn vào cái lơ này thôi. Hiện tại mà nhấn như vậy á, thì nó ăn cả tấm hình luôn. Cái lệnh mà mình đang làm nó áp vào tấm hình luôn ha. Mình chỉ muốn làm vào cái vùng highlight thôi. Thì các bạn nhấn Alt+S, các bạn kích vào đây. Đó, nó ăn vào tiếp tục như vậy ha. Ăn, tức là ba cái lơ này nó đi chung, nó đi với nhau thôi, nó không ảnh hưởng tới cái lơ này. Ảnh hưởng vùng highlight thôi, ba lơ này đi với nhau ha. Rồi, thì mình làm hiệu ứng một bước nữa. Ở cái bước layer trên cùng này, các bạn chọn highlight, chọn screen, nó sáng lên. Lúc này các bạn xem cái lá nó sáng lên này. Thấy không? Cái lá sáng chưa? Đấy, sáng lên chưa? Thì khi mà cái lá sáng lên nó ảnh hưởng vào cái người, đúng không? Rồi, vậy thì chúng ta nhấn xuống layer 1 này, layer này ha. Hiện tại hai layer này tác động này, hai là làm blue này tác động này vào cái layer này ha. Bây giờ mình muốn cái layer này nè nó không ảnh hưởng đến cái da mặt, thì các bạn bấm vào đây, bấm vào nút này này. Đây nè ha. Bấm vào đây, ở nhà đang ồn chút các bạn thông cảm nhé. Bấm vào đây nhé, kích vào đây. Thì nó ra cái biểu tượng có một layer trống thế này. Nó gọi là layer mask, gọi là layer mask nhé. Cái này gọi là layer mask. Ở layer mask này thì Thala sẽ làm bài riêng. Rồi các bạn kích vào cái ô trắng này. Và các bạn nhìn qua bên trái, ở bên này. Ở đây này, bên trái màn hình là Thala quay chuột này. Đây đây đây, thấy chưa? Bên trái này. Bên trái. Nó mặc định nó là màu đen màu trắng nhé. Nếu như nó màu đỏ như này là không được nha. Không được nha. Các bạn kích vào đen trắng. Đó, đen trắng. Đen trắng. Vậy để cho nó đen trắng nhanh nhất thì các bạn bấm chữ D. Nó nhảy đen trắng thôi. Đó, và màu đen lên trên nhé, màu đen nằm trên. Bấm chữ X nó đổi. X là đổi màn hình này, đổi hình này. Ha, đổi hình nền này ha. X khi chúng ta bấm chữ D nó nhảy như vậy thì chúng ta bấm X nó nhảy là D đen ha, đen trắng. Ok. Rồi. Sau khi chuyển sang đen trắng là chúng ta chọn bước đúng ra từ từ nha. Rồi chọn công cụ B. Root B này chúng ta chọn tầm ở đây 15 20 thì cũng được, 35 thì cũng được. Ok, chúng ta bôi vào những cái vùng mà chúng ta không muốn tác động. Vì hiện tại ba lơ này ha, nó tác động vào cái người. Không, mình muốn tác động vào những vùng highlight sáng cho nó nổi bật được thôi. Cho nên các bạn dùng cái lơ này. Bấm đây. Bôi vào người nhé. Xóa đi, bôi vào người xóa. Xóa những cái mà nó làm ảnh hưởng đến cái người, xóa như vậy. Xóa như vậy ha. Nó sạch luôn. Đó, xóa như vậy. Đó, xóa hết những cái này ha. Xóa kỹ như này. Rồi. Đó, tức là bây giờ chúng ta xóa thì nó không ảnh hưởng đến cái phần người nữa. Đó, tức là mục tiêu mình muốn làm chỗ nào thì mình làm chỗ đó thôi, chứ không phải làm vào tấm hình. Đây ha. Đây. Ok. Xóa hết luôn. Ok. Rồi. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta có cái bước này ha. Các bạn coi này, nó ảnh hưởng đến cái phần lá xanh thôi ha. Ha. Rồi trường hợp mà nếu mà đôi có khi trường hợp mà chúng ta thấy nó chưa được mạnh thì chúng ta lên lần nữa. Cho mạnh lên tùy mình này. Ha. Cho cái vùng sáng tùy mình. Ok. Đó là Thala nói cho trường hợp với hình này thì thôi. Hình này khỏi. Đúng rồi. Phần cuối cùng thì chúng ta hậu kỳ da, retouch da cho nó sạch sẽ lại thì chúng ta có được kết quả như thế này. Cái phần retouch da thì Thala cũng đã chia sẻ rất là nhiều bài rồi. Mọi người và các bạn có thể tìm những bài mà Thala chia sẻ để mà xử lý da nhé. Và mọi người đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Thala nhé, để giúp Thala có động lực làm clip nhiều hơn. Và cũng giúp các bạn không bỏ lỡ những video sau này Thala chia sẻ tiếp tục. Đến đây, Thala xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người lại một video khác nhé. Bye bye. Thank you.